Thường trực Huyện ủy Thống Nhất vừa có buổi làm việc với các ngành địa phương về xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, đến cuối tháng 3 năm 2023, huyện có 30 trên 36 chỉ tiêu đạt theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Đối chiếu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, qua rà soát đánh giá có 23 trên 38 chỉ tiêu đạt, 7 trên 38 chỉ tiêu có khả năăng đạt vì đã có nền tảng, 8 trên 38 chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Về kết quả xây dựng xã nông thôn mới, đến nay xã Quang Trung được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị, các ngành địa phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Huyện Thống Nhất đề ra chỉ tiêu năm 2023 thêm 3 xã Gia Kiệm, Lộ 25 và Gia Tân 3 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 xã Gia Tân 2, Xuân Thiện, Bào Hàm 2, Hưng Lộc và Gia Tân 1 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đưa huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.